Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Thắng, sinh năm 1992, ngụ xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 13 năm tù vì tội giết người, đồng thời phải bồi thường cho bị hại số tiền 100 triệu đồng. Theo cáo trạng, vào tối ngày 21 tháng 7 năm 2021, Đinh Ngọc Thắng và vợ là Nguyễn Thị Quyên cãi nhau gây mất an ninh trật tự, nên chỉ huy công an xã Hàm Ninh đã phân công anh Nguyễn Thành Nhạ là công an viên, lúc này mang cấp hàm thiếu úy, phối hợp cùng hai cán bộ xã đội đến nhà cặp vợ chồng này để xử lý vụ việc. Khi đến nơi, anh Nhạ yêu cầu Thắng không được gây mất an ninh trật tự, thì Thắng chấp hành nên tổ công tác quay về trụ sở. Nhưng khi vừa đi được một đoạn, chị Quyên chạy theo xin cho về trụ sở ở tạm vì vừa bị Thắng dùng dao đe dọa. Lúc này Thắng lấy một cây dao chạy đến đâm chị Quyên thì bị anh Nhạ can ngăn. Bực tức, Thắng dùng dao quay sang đâm nhiều nhát vào người làm cho anh Nhạ bất tỉnh. Thắng tiếp tục cầm dao rượt đuổi và đâm nhiều nhát làm chị Quyên gục tại chỗ. Chưa dừng lại, Thắng tiếp tục quay lại định dùng dao đâm anh Nhạ thì được mọi người can ngăn. Anh Nhạ và chị Quyên được đưa đi cấp cứu. Gây án xong, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 7 tháng 8, Thắng lẻn về nhà thăm vợ con thì bị công an bắt giữ. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật Thắng gây ra cho trung úy Nguyễn Thành Nhạ là 68%.